Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Đấy, các bác em lên các bác em họa mi bộ to đẹp anh em nhá, bóng bộ rất là ok luôn. Những con chim này đang trong quá trình thay lông anh em nhá, nhưng mà điện đóm vẫn rất là căng. Anh em có thể thấy này, hót rất là tốt luôn anh em nhá. Đấy, bác nào mà xe ưng em họa mi này thì alo cho em nhá. Cao cầu, bóng bộ đẹp anh em ạ. Hót rất là tốt luôn anh em nhá. Ây xà. Em này nếu mà có chim là đấu xòe anh em nhá. Gọi là về đây nó đang trong quá trình mà lông lá như này thì nó không được khỏe như kiểu là lúc lông lá nó xong hoàn thiện đâu. Chim thì giới thiệu với các bác là chim này khoảng tầm 25 lồng anh em ạ. Các bác nhá, khoảng 25 lồng. Bóng bộ rất là ok luôn, dáng dấp cũng rất là ok. Em sẽ quay đầu mặt cho anh em xem anh em nhé. Đây đầu mặt ở đây anh em ơi. Đầu mặt rất là đẹp coi nhá. Hót bài bản già rừng anh em ạ. Chân đây anh em ơi. Con này chim có tuổi lồng anh em nhá. Anh em yên tâm về cái độ già rừng của nó. Ổn định của nó nhá. Giọng rất là hay luôn anh em ạ. Chú chim này giọng cực kỳ là phê luôn anh em nhá. Trời ơi. Ủa con này nó ngon nhiều quá. Đi nhẹ thôi, đi nhẹ thôi, chơi đi nhẹ thôi. Đuôi rất là đẹp con nhá. Ê. Ê. Đi đi. Thank you.
Đấy các bác nhá, anh em nào bổ kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Một chú chim họa mi bộ to đẹp anh em nhá. Còn bây giờ em xin phép là dừng video đây. Xin chào tất cả anh em nhá.